Thầy xin chào các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An quận 11. Hôm nay thầy sẽ đại diện cho các thầy cô trong nhóm ngữ văn 8 hướng dẫn các em ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. Đầu tiên các em hãy chú ý đến nội dung giới hạn ôn tập. Các em sẽ ôn tập từ tuần 1 đến hết tuần 8 của học kỳ 2. Về tri thức đọc hiểu, các em chú ý tập trung ôn các chủ đề của bài số 6, bài số 7 về tình yêu tổ quốc, yêu thương và hy vọng. Về tri thức tiếng Việt, các em cũng chú ý đến những cái tiếng Việt đã học của bài số 6 và số 7. Về cấu trúc của đề cũng như mỗi khi, chúng ta sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là đọc hiểu, các em sẽ phát hiện kiến thức của ngữ của văn bản của tiếng Việt gồm có phần trắc nghiệm và tự luận 6 điểm. Về phần 2 đó là phần viết, đọc làm văn sẽ chiếm 4 điểm. Sau đây là phần nội dung ôn tập cụ thể. Về phần văn bản, đơn vị kiến thức sẽ là ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Dạng câu hỏi, các em cần chú ý đến dạng nhận biết, được thi lục của thơ Thất Ngôn Bát Cú và Tứ Tuyệt Lục Đường, thể hiện qua bố cục, lục, niêm, vần và đối. Chuyện thì các em nhớ chú ý về đề tài, nhân vật, thông hiểu, ý nghĩa của các chi tiết tiêu biểu, nội dung, nghệ thuật, tư tưởng của tác phẩm. Vận dụng, các em sẽ viết một đoạn văn từ 5 đến 7 dòng để trả lời các câu hỏi liên quan đến ngữ liệu trên đề, gồm có thể là thông điệp hoặc là bài học rút ra, vân vân. Tiếng Việt, các em chú ý 3 bài tiếng Việt, đó là đảo ngữ, câu hỏi tu từ và biệt ngữ xã hội. Các em phải xác định được đặc điểm của một đơn vị tiếng Việt có trong đoạn ngữ liệu. Các em phải hiểu được công dụng, giá trị của nó để từ đó vận dụng để đặt câu. Về phần tập làm văn, các em cần ôn kỹ, viết bài văn kể về một hoạt động xã hội hay một kỷ niệm mà em yêu thích, và lưu ý là phải có lồng ghép yếu tố miêu tả và biểu cảm nữa nha các em. Gồm có hai đề gợi ý sau đây. Đề thứ nhất đó là kể về một cái hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng. Và đề thứ hai các em cần phải ôn đó là các em hãy kể một kỷ niệm sâu sắc khiến cho em nhớ mãi. Sau đây thì thầy sẽ ôn lại cho các em một số kiến thức về đặc điểm thơ. Chúng ta có hai thể thơ đã học, đó là thơ Thất Ngôn Bát Cú. Thì mỗi bài thơ nó sẽ có 8 câu và mỗi câu nó sẽ có 7 chữ. Còn với thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt thì mỗi bài thơ sẽ có 4 câu và mỗi câu nó cũng sẽ có 7 chữ. Các em cần chú ý. Khi mà tìm hiểu về cái thơ Lục Đường thì các em phải chú ý đến bố cục. Bố cục của Thất Ngôn Bát Cú Lục Đường sẽ gồm có 4 phần, đó là đề, thực, luận và kết. Còn Tứ Tuyệt Lục Đường thì cũng gồm 4 phần, nhưng mà đó là sẽ là khai thừa chuyển hợp. Lục bằng trắc, các em nhớ theo một cái tiêu chí, đó là nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh. Các em chỉ cần chú ý đến những cái tiếng thứ 2, thứ 4, thứ 6 mà thôi. Về niêm, đó là sự kết dính về âm lục của hai câu thơ trong bài thơ Lục Đường. Người ta gọi đây là niêm. Và với thơ Thất Ngôn Bát Cú thì câu 1 thường sẽ niêm với câu 8, câu 2 sẽ niêm với câu 3, câu 4 sẽ niêm với câu 5 và câu 6 sẽ niêm với câu 7. Còn riêng với thơ Tứ Tuyệt Lục Đường thì câu 1 sẽ niêm với câu 4, câu 2 sẽ niêm với câu 3. Về vần thì cách gieo vần của thơ Lục Đường thì cả bài chỉ hiệp một cái vần. Vần sẽ gieo ở cuối câu thơ đầu và câu cuối của các câu thơ chẵn. Vần được sử dụng sẽ là vần bằng nha các em, thường là vần bằng. Về nhịp thì cách ngắt nhịp của câu thơ Thất Ngôn thường sẽ là 2-2-3 hoặc 4-3, vân vân. Về đối thì cách đặt câu sóng đôi sao cho ý và chữ trong hai câu ấy phải cân xứng với nhau. Thì trong thơ Thất Ngôn Bát Cú Lục Đường, các em chú ý câu 3 thường nó sẽ đối với câu 4, câu 5 sẽ đối với câu 6. Còn thơ Tứ Tuyệt Lục Đường thì không có quy định đối cụ thể và khắt khe như thơ Thất Ngôn Bát Cú nha các em. Các em có thể tham khảo bản lục niêm vần đối trong thơ Thất Ngôn Bát Cú và Tứ Tuyệt Lục Đường ở sách giáo khoa trang 6. Về đặc điểm của truyện, các em chú ý nhân vật chính thường sẽ là nhân vật quan trọng nhất, có những hành động quyết định tác động đến cốt truyện và diễn tiến các sự kiện trong truyện, thể hiện rõ nhất tư tưởng chủ đề của truyện. Về chi tiết tiêu biểu thì sẽ đây là những chi tiết có chọn lọc, có giá trị biểu đạt và thẩm mỹ vượt trội trong truyện. Nó mang lại bất ngờ gây chú ý hoặc sự thích thú đối với người đọc, góp phần quan trọng trong việc thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm.
Ví dụ như đề tài trong truyện Bố của Simon thì các em biết rằng là viết về trẻ em và niềm hy vọng về một gia đình đầy đủ các thành viên có tình yêu thương cho các em. Còn tư tưởng của tác phẩm là gì? Đây chính là sự nhận thức, lý giải, thái độ của tác giả đối với toàn bộ nội dung của tác phẩm văn học, cũng như những cái vấn đề về cuộc sống con người đặt ra trong tác phẩm. Tư tưởng được biểu hiện qua hình tượng nghệ thuật, qua đề tài, chủ đề và cảm hứng chủ đạo. Ví dụ như là tư tưởng trong tác phẩm Bố của Simon, thông điệp là viết về tình yêu thương, sự bao dung với những lỗi lầm của người khác. Bây giờ thầy sẽ chuyển sang phần tiếng Việt. Đầu tiên đó là phép đảo ngữ. Đảo ngữ là gì? Là biện pháp tu từ thay đổi vị trí thành phần trong cụm từ, trong câu, dùng để nhấn mạnh ý nghĩa, làm cho sự diễn đạt thêm sinh động, gợi cảm và giàu âm hưởng. Ví dụ như chúng ta có câu thơ "Củi một cành khô lạc mấy dòng", thì phép đảo ngữ trong câu thơ này dùng để nhấn mạnh, làm cho sự diễn đạt thêm sinh động. Phép tu nghệ thuật thứ hai mà chúng ta được tìm hiểu đó là câu hỏi tu từ. Đây là một cái dạng câu hỏi không nhằm mục đích để tìm kiếm câu trả lời mà được sử dụng để nhấn mạnh nội dung của người nói, người viết muốn gửi gắm. Ví dụ như là trong bài Nam Quốc Sơn Hà thì có câu là "Như Hàn nghịch lỗ lai xâm phạm", đây chính là câu hỏi tu từ nhằm để nhấn mạnh chỉ rõ sự phi lý phi nghĩa của giặc ngoại bang, vì đây là hành vi xâm lược trái với mệnh trời. Bài tiếng Việt thứ ba các em trường chú ý đó là biệt ngữ xã hội, là những cái từ ngữ được dùng để hạn chế trong một cái nhóm người có chung một đặc điểm nào đó, ví dụ như nghề nghiệp, vị trí xã hội, tuổi tác, chẳng hạn như biệt ngữ của giới trẻ như là những cái từ như là chém gió nè, trẻ trâu nè, gấu nè, nó dùng để giữ bí mật trong một cái nhóm người sử dụng, người ngoài thường không hiểu những cái biệt ngữ của nhóm đó. Và đây chính là phần quan trọng, đó chính là phần tập làm văn. Thì như thầy đã nói rồi, chúng ta sẽ ôn hai đề và đây là dạng bài chung, có thể gợi ý cho các em tham khảo để thực hành. Mở bài, các em cần phải giới thiệu được hoạt động xã hội hay kỷ niệm mà em nhớ mãi hoặc để lại ấn tượng sâu đậm, khái quát nhận xét của bản thân về câu chuyện sắp kể. Phần thân bài, các em phải nêu được những cái thông tin cơ bản về câu chuyện sắp kể, rồi sau đó lần lượt kể lại từng sự việc trong đó, bao gồm như là kể theo thứ tự trước sau, bắt đầu, tiếp diễn, kết thúc, hoặc kể theo trình tự hoạt động, miêu tả quang cảnh không gian, thời gian diễn ra câu chuyện. Nhớ là phải có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm nữa nha các em. Phần kết bài, các em phải khẳng định lại giá trị của câu chuyện, của hoạt động hay kỷ niệm, nêu suy nghĩ tình cảm sâu sắc mà hoạt động xã hội hay kỷ niệm đã gợi ra cho bản thân. Một số điều các em cần lưu ý khi làm bài, các em phải xác định đúng yêu cầu của kiểu bài từng sự. Các em phải kể được một hoạt động xã hội hoặc một kỷ niệm đáng nhớ mà em có ấn tượng thật sâu đậm. Lời văn khi viết phải rõ ràng, trong sáng, có sự liên kết chặt chẽ với nhau, có lồng ghép yếu tố miêu tả, biểu cảm, phải dùng ngôi thứ nhất để kể. Chú ý không gạch xóa nhiều, bôi bẩn, phải giữ bài kiểm tra thật sạch đẹp, chữ viết thật rõ ràng. Thầy vừa khái quát lại những nội dung chính trong phần ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. Nếu có thắc mắc hoặc có những kiến thức nào chưa rõ thì các em cứ mạnh dạn hỏi các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy ở trên lớp. Thầy chúc các em kiểm tra đạt được kết quả thật tốt. Thầy chào các em.